sống cũng giống như một bản nhạc, mà bản nhạc nào cũng có những nốt thăng và nốt chậm. Tuần qua có từ khóa vụt tăng tới hàng triệu lượt tìm kiếm chỉ sau một đêm như tên một nam diễn viên. Cũng có những tin tức không mấy tích cực khi mà thị trường công nghệ sụt giảm kỷ lục. Quý vị đang đến với Điểm hẹn tài chính. Theo báo cáo mới nhất, khoảng 96 triệu điện thoại thông minh đã được bán ra trên toàn cầu trong tháng 5, mức thấp kỷ lục trong vòng 10 năm vừa qua. Counterpoint Research cho hay con số này đã giảm 4% so với tháng 4 và giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 trong vòng 10 năm qua doanh số bán smartphone giảm xuống dưới 100 triệu chiếc trong một tháng. Các vấn đề về chuỗi cung ứng đang diễn ra, mức lạm phát gia tăng, sự chậm lại của các nhà máy ở Trung Quốc và cuộc khủng hoảng Ukraine là những yếu tố chính hạn chế nhu cầu mua smartphone. Các nhà phân tích của Counterpoint Research dự đoán tình hình sẽ cải thiện trong nửa cuối năm nay khi mà chuỗi cung ứng bình thường hóa và các nhà máy ở Trung Quốc hoạt động hết công suất. Đặc biệt là dòng iPhone 14 cũng như các smartphone màn hình gập Galaxy Z của Samsung được kỳ vọng sẽ đẩy doanh số lên cao hơn trong những tháng cuối năm. Vâng, trước khi mà iPhone 14 hay là thế hệ Galaxy Z mới của Samsung xuất hiện thì chúng ta cũng sẽ phải chờ một khoảng thời gian khá dài nữa. Trong lúc đó, hàng loạt flagship đã được giảm giá mạnh, thậm chí chiếc smartphone đắt nhất hiện tại còn giảm tới 13 triệu đồng. Cụ thể là Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 256GB đang gần bước vào cuối vòng đời nên được đại lý giảm giá mạnh nhất từ trước tới nay cho các phiên bản màu sắc và bộ nhớ. Thông thường thì sản phẩm có giá niêm yết là khoảng 41,99 triệu đồng kèm một số ưu đãi và quà tặng khác. Tuy nhiên, ở đợt điều chỉnh này, nhiều hệ thống bán lẻ như là Zenfone S đã mạnh tay khi mà giảm tới 13 triệu đồng, đưa giá thiết bị về còn 28,99 triệu đồng. Flip 3 cũng được điều chỉnh giá tại nhiều hệ thống, bản 128GB đã giảm xuống dưới 17 triệu đồng tại Hoàng Hà Mobile hay là Di Động Việt. Bên kia, chiến tuyến các mẫu iPhone 11, 12 và 13 cũng đồng loạt được các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam giảm từ 1 đến 2 triệu đồng nhằm kích cầu trong mùa thấp điểm. Ghi nhận tại Di Động Việt, nổi bật là iPhone 11 về tầm giá gần 11 triệu, iPhone 12 về khoảng hơn 15 triệu và iPhone 13 về tầm giá gần 19 triệu cho phiên bản dung lượng thấp nhất. Sau lần điều chỉnh giá lần này, các hệ thống kỳ vọng sức bán sẽ tiếp tục tăng, dự kiến tăng từ 15 đến 25% so với tháng trước. Ông lớn điện thoại một thời HTC, sau thời gian dài vắng bóng trên thị trường smartphone, đã quay trở lại với mẫu điện thoại Desire 22 Pro. Đây chỉ là một mẫu tầm trung được HTC phát triển nhằm mở đường cho Viverse, nền tảng Metaverse của công ty. Máy bắt đầu được bán ra từ ngày 1 tháng 7 tại Đài Loan, Trung Quốc với mức giá là 11.990 đài tệ, tương đương là khoảng 9,4 triệu đồng. Tuy nhiên, với mức giá này thì cộng đồng công nghệ đã có những phản ứng khá tích cực khi máy chỉ sở hữu con chip là Snapdragon 695, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Một cấu hình đi kèm một thiết kế không ấn tượng trong phân khúc. HTC Desire 22 Pro được cài đặt sẵn ứng dụng Viverse để truy cập thế giới Metaverse thông qua kính Vive Flow và Vive Avatar để tạo các bản sao trong thế giới ảo và Vive Wallet để quản lý các vật phẩm cũng như tài sản ảo trong Metaverse. Dẫu biết Metaverse đang là xu hướng, nhưng với cấu hình hay là thiết kế, thứ đầu tiên mà người dùng quan tâm, có lẽ HTC với dòng sản phẩm này sẽ khó lòng mà cạnh tranh trên thị trường cũng như lấy lại vị thế hoàng kim của mình. Trong thông báo nội bộ mà The Verge thu thập được, lãnh đạo Meta, tập đoàn mẹ của Facebook, đã cảnh báo công ty đang ở trong giai đoạn nguy cấp với nhiều áp lực trái chiều. Và có lẽ công ty sẽ phải nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi những nốt trầm trong hoạt động quảng cáo của mình. Giám đốc sản phẩm Meta Chris Koch cho biết: "Tôi nhấn mạnh rằng chúng ta đang ở thời điểm nguy hiểm và đối mặt với những cơn gió ngược chiều khốc liệt. Chúng ta cần phải hoạt động hoàn hảo trong một môi trường tăng trưởng chậm hơn. Các nhóm không nên mong đợi tuyển dụng một lượng lớn kỹ sư và ngân sách mới." Giám đốc Chris Koch thừa nhận, thách thức lớn nhất tác động đến doanh thu của Meta là những thay đổi về quyền riêng tư từ các nền tảng khác và áp lực kinh tế vĩ mô khiến hoạt động quảng cáo của công ty bị tác động nghiêm trọng. Ưu tiên hàng đầu của công ty thời gian tới sẽ là kiếm tiền từ Reel, ứng dụng video ngắn tương tự TikTok. Ông cũng đưa ra 6 lĩnh vực mà ông tin Facebook cần tăng cường đầu tư, trong đó có sản phẩm Metaverse, AI, ứng dụng tin nhắn, Reels, cũng như đáp ứng yêu cầu mới về quyền riêng tư từ nền tảng phụ thuộc. Cộng đồng Minecraft trong tuần đã phải đón nhận một tin buồn khi YouTuber TechnoBlade, vô cùng nổi tiếng trong tựa game này, đã qua đời. Cha của anh đã tiết lộ tin tức này trong một đoạn video cuối cùng trên YouTube, chia sẻ một thông điệp cuối cùng sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư giai đoạn 4 của anh.
TechnoBlade đã viết một thông điệp cuối cùng cho người hâm mộ trên toàn cầu, bày tỏ nếu anh ấy có 100 mạng sống, anh ấy sẽ chọn trở lại là TechnoBlade mỗi lần một lần. Hiện video này đang nhận được hơn 46 triệu lượt xem trên YouTube và rất nhiều những lời chia buồn từ cộng đồng mạng. Được biết đến với nội dung Minecraft, Alexander Alex, sinh năm 1999, đã thu hút được hàng triệu người hâm mộ trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội. Kênh YouTube TechnoBlade của anh có hơn 12,7 triệu người theo dõi. Tin tức vừa rồi đã khép lại tin tức tuần này. Hy vọng trong tháng 7 cũng như 6 tháng cuối năm, chúng ta sẽ đón nhận những tin tức tích cực hơn từ thị trường công nghệ vốn đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!